Nhận định, phân tích Than Quảng Ninh với Viettel 18 giờ ngày 17 tháng 7. Than Quảng Ninh sẽ đá trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà và đối thủ lần này là Viettel ở vòng 16 V-League 2019. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Than Quảng Ninh và Viettel được kỳ vọng rất nhiều trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, nhưng đến thời điểm này thì cả hai vẫn chưa thể bứt tốc để khẳng định được sức mạnh. Cuộc đọ sức vào buổi chiều ngày 17 tháng 7 sẽ là cơ hội để hai đội chứng tỏ. Lúc này, Than Quảng Ninh đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng điều đó chưa thể đảm bảo chắc chắn điều gì. Hồi đầu mùa, khi đang có được 2 chiến thắng liên tiếp thì đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bất ngờ gục ngã trước Hoàng Anh Gia Lai. Tiếp đến, sau 3 trận hòa và thua, thì đội chủ nhà lại bất ngờ đánh bại Bình Dương trên sân khách. Hiện giờ, tình hình đang diễn ra tốt đẹp với thầy trò Phan Thanh Hùng. Khi 5 vòng đầu gần đây, Than Quảng Ninh chưa một lần trắng tay, 3 thắng, 2 hòa. Chiến thắng gần nhất của đội bóng đất mỏ là trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0. Về phía Viettel, chuỗi trận ấn tượng cùng huấn luyện viên Hải Biên vừa mới kết thúc, khi đội bóng áo lính thất bại trước Nam Định trên sân Thiên Trường. Vấn đề của Viettel từ khi V-League 2019 khởi tranh đến giờ chính là từ sự thất thường của các ngoại bình. Dù đã nổ súng ở 3 trận gần nhất kể từ khi gia nhập ở giai đoạn 2, nhưng Bruno vẫn cần thời gian để hiểu thêm về các đồng đội. Ở hàng phòng ngự, Viettel đang sở hữu 2 tuyển thủ Tiến Dũng, Ngọc Hải, nhưng điều này không làm nên chắc chắn như khi họ ở trên tuyển. Thậm chí họ thường mắc những sai lầm đáng tiếc. Điểm tựa của hậu vệ thể công chính là phong độ cao của Trọng Hoàng thời gian qua. Trận đấu giữa Than Quảng Ninh với Viettel sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 7 trên sân vận động Cửa Ông.